giờ chị anh xã mình đã làm xong cái mái tóc để chuẩn bị thi đấu đây. Nói chung là thợ làm tóc chuyên nghiệp. Cây nhà lá vườn mọi người. Cây nhà lá vườn. Đấy. Bây giờ chị đến lượt bà xã cũng chuẩn bị. Đâu xem nào, xem mặt nào. Hỏi mình đẹp không ấy? Hay có ai Trời. mà toàn giống ông xã không? Toàn hỏi bà xã mình đẹp trai không? Nói xấu Đẹp trai thì ông giận. đẹp kiểu như luôn. Đấy. Nói chung là mình rất kết quả đầu này. Quá nhiều bởi vì năm vòng đấy, nó vòng lại đây, ôi nó vòng lại đây. Tại vì có bao giờ xem lịch thi đâu, thì vợ xem cho mà. Ok, năm vòng thì nó cũng khá nhiều, không sao đâu, khỏe mà. Có 25 điều nhảy thôi chứ nhiều. Hai bình nước là chắc sẽ cứu sống mình được. Với lại mình cũng có chuẩn bị thêm một ít sô cô la với lại những cái thanh còn tim ba như thế này nó sẽ giúp mình sống sót suốt ngày hôm nay. Thường lúc mình thi đấu á thì mình sẽ không ăn những cái gì nặng hết, mình chỉ ăn những cái này thôi đó, bởi vì là phải nghỉ giữa các vòng nó khá là ngắn, nếu mà ăn nặng quá thì sẽ không có gì đó. Tại béo quá mà. Sau khi nàng thi sửa soạn cho mình xong thì đến lượt nàng ấy chắc là mình cũng phải đẹp chứ. Đúng rồi. Vì làm mẫu sinh cao cấp thì cũng phải làm cho chủ mở mày mở mặt chứ. Ủa, thế ai là chủ nhỉ? Anh xã mình đó, anh Hiền đấy. Trời ơi, vinh dự quá. Ông nói chéo đấy, không phục vụ ông nghe ông giận chết. Nói chung là đi ra làm mẫu sinh quay hình, khâu khâu vá vá bôi đồng thì cũng phải xinh một tí xíu. Bây giờ chưa xinh đâu, đừng nhìn. Ừ. Rồi, xin rồi, xin sẵn rồi. Lên đường chiến đấu thôi cả nhà. Hai tay hai chị. Chìa khóa chưa? Cái này cứ sập vào là được rồi anh. Chung là hôm qua thì hơi căng thẳng bởi vì là lần đầu tiên tham dự cuộc thi này, thì hôm nay cái tâm trạng nó cũng đỡ hơn rồi. Chắc hẳn thi ngày hôm nay thì nó cũng nhẹ hơn ngày hôm qua, và hy vọng là mình sẽ được vào với chung kết và sẽ lên cuộc. Hai chị em đây. Bây giờ gần đến giờ thi rồi cho nên là mình đi taxi ra chỗ thi đấu. Nói chung bên này cái gì cũng tiền đúng không ạ? Vương đã bôi đồng, đen xì, make up, làm tóc. Tổng cộng thời gian chuẩn bị 4 tiếng. Cho nên nếu mà thi 8 giờ sáng là 4 giờ sáng dậy. Còn mà thi 12 giờ trưa thì 8 giờ sáng phải làm. Hôm nay thì mình sẽ thi lúc 4 giờ chiều cho nên tầm 11 rưỡi là Hương đã bắt đầu rồi. Là con gái thì bao giờ cũng mất thời gian vào make up, làm tóc, bôi đồng, rồi phơi đồ, bôi, nói chung là nhiều thứ lắm. Còn làm móng tay nữa, nhiều thứ. Chỗ này là chỗ để lấy số báo danh này. Lấy kim băng. Lấy số của anh của mình là số 651 nhé. Sau khi mình lấy số xong thì nàng Phi lại phải mua vé mới vào được. Xem nhất vị này.
Ở bên này thì tất cả những cái giải đấu nó sẽ không giống được trong nhà mình. Ở nhà mình thì hầu như là vô cửa miễn phí hết, nhưng mà bên này cứ bước vô cửa thì mình sẽ tốn tiền mua vé mọi người. Và bây giờ mình đã vừa thay đồ xong và đây là bộ trang phục để mình thi đấu ngày hôm nay. Ngồi đừng nhìn xuống chân nha, tại vì giày mình chưa thay giày. Mình đi giày thể thao, mình sẽ mang giày thể thao đi quay đầu một tí xíu. Và bộ trang phục này thì được may tại Việt Nam của cô Thu Dung. Thì sau nếu mà mình được vào vòng trong á thì mình sẽ thay một trang phục red bi. Ngồi có thể nhìn thấy đây. Đây là trang phục made in Italy mọi người nhé. Đây là hãng FB. Đó. Được may tại Ý luôn, khi mà mình vừa có Ý thì mình có order khoảng 3-4 cái áo. Và bây giờ mình sẽ khởi động một tí xíu để cho cơ thể mình nóng lên và chuẩn bị thi rồi. Còn như khoảng để xem này. À, một tí nữa là mình bắt đầu thi. Mình đang được bà xã make up sơ mọi người ạ. Tại vì mình thì đàn ông mà không make up quá nhiều. Lông mày này, đến vấn đề này. Nhưng một tí xong dưỡng đúng không? Bà xã nói là lông mày của mình ít quá, không có đủ đẹp mọi người không? Đẹp là vẽ thêm. Mình đang ở trong phòng chờ và đây là một cái phòng thay đồ. Thì ở trong cái phòng này là ông xã mình và Hương đang chuẩn bị ra thi đấu. Và mình cũng vừa mới đeo sơ mi xanh và make up cho ông xã xong. Bây giờ thì ông xã sẽ bắt đầu ra sàn thi đấu. Nói chung là mình làm vai trò là hậu cần đấy mọi người. Lâu lâu thì ông xã đi thi thực ra là rất là áp lực. Tại vì đây là một cái giải đấu lớn tại Tây Ban Nha. Và mình đã phải bay sang đây rồi cũng rất là vất vả. Đặt khách sạn rồi ăn uống tất cả mọi thứ nó đều khó khăn cả. Chứ không phải là đến đâu cũng được chào đón hay là khách sạn 5 sao hay là đi với hạng VIP được. Tại vì thi đấu thì cứ hàng tuần ở châu Âu thì cho nên là việc di chuyển cũng làm quen rồi nhưng mà hơi vất vả một tí. Và ngày hôm nay thì ông xã mình tiếp tục thi một nội dung nữa mang tên là Rising Star Latin, tức là nội dung của ngôi sao đang lên của Latin. Ngày hôm qua thì ông xã mình có vào được bán kết của nội dung WSF International Open Latin, có nghĩa là nội dung của Liên đoàn Thế giới tổ chức. Nói chung nó tóm lại là một cái là hạng cân nặng, một cái hạng cân nhẹ. Hôm qua thì nặng hơn và được bán kết và có rất là nhiều nước và gặp rất nhiều hồ báo. Mình gọi là hồ báo bởi vì toàn là những cặp nhảy nổi tiếng và họ đã được đánh dấu tích sao. Có nghĩa là họ không cần phải thi vòng đầu luôn, họ chỉ cần thi vòng thứ hai trở đi thôi. Đó, hôm qua ông xã mình nhảy tổng cộng là 4 vòng. Còn hôm nay thì sẽ tiếp tục thi nội dung nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem cuộc thi ngày hôm nay ha. Đây là bạn đến từ Hong Kong. Còn bây giờ là lúc mà chuẩn bị cho những nội dung tiếp theo. Ánh sáng cũng rất là pro. Cứ mỗi một lần mà trước khi có một nội dung mới thì họ sẽ để ánh sáng xuống như thế này. Ở đây thì có hẳn chỗ để làm make up. Đây là bốn giờ mười
là vòng 1-8, tổng cộng là 28 đôi và chúng ta sẽ có 2 hit. Và nếu lọt vào vòng tiếp theo thì 5:20 là vòng 1-4. Tức là vòng vòng quarter final. Tứ kết. Strikes by my window, hits my chest right in the morning, like a warning. Could have slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth real, but it's not real. We were close to see the sun, but clouds got in our way, and so. Barcelona. The Espanol. Okay. Phan Cuồng ở đây. Một chiến sĩ vừa thi xong vòng đầu ra đây ngồi ăn à bá? Đói rồi đó. Nạp năng lượng chuẩn bị vòng tiếp theo. Nãy có mấy cô chú thi ở hạng trung niên của Tây Ban Nha ra cổ vũ rất nhiệt tình. Rất là vui khi được như cô viên ở nước Tây Ban Nha cổ vũ cho mình. Hello. Mời quá, tôi nói rồi. Hello. Đó, mọi người thấy không, anh xã mình coi như là thi xong một vòng tốn rất là nhiều năng lượng cho nên là bây giờ ngồi đi thở. Đây là một bạn ở Hồng Kông. Và thông thường là những vũ công thì sẽ có một cái câu ở Việt Nam sẽ có câu như đề về, có nghĩa là mình sẽ phải chờ kết quả ra là dáng đối tượng như thế nào. Và tất cả vũ công vừa thi cùng với Hiển thì đây đứng ở đây đợi và cuối cùng ra cái kết quả là của hàng trung niên, nên là một đêm rất là thất vọng, hụt hẫng một tí xíu. Bao rồi, lần này thì mình đã vào được vòng tiếp theo và sự kiện mình sẽ đi là 22112 đó, chắc vậy đúng không, để một tí nữa mình coi là hit, nói chung là vào rồi, kiểu gì cũng nhảy nữa. Lại tiếp tục vào đây ngồi chờ cùng với ông xã mình để ra một chút, còn khoảng một tiếng nữa thì thi tiếp vòng bán kết, có nghĩa là đã trải qua 2 vòng rồi và bây giờ tiếp tục vào bán kết. Chào mọi người, bây giờ là Cương đang giải lao và chuẩn bị để thể lực để cho thi vòng thi bán kết, và bây giờ thì đang ăn bữa cơm rất là nhìn rất là thanh đạm, không có gì, nhưng mà là 5 euro cùng với ly cơm coca. Như sống nhá mọi người ạ, như là cơm sống luôn. Ly coca là 2 euro các bạn ạ. Một ly nước ngọt. Tell me what you have to go and drive me so crazy. Now feeling lost without you and I just can't be without you, baby, won't you
crazy. Now I'm feeling lost without you, and I just can't be without you. Cái chuyện đi thi thắng thua là thứ hai là cái chuyện rất là bình thường, mình không quan trọng điều đó. Cái quan trọng là khán giả ở phương Tây người ta rất là thích mình, và đặc biệt là người ta yêu thích tài năng của một người Việt Nam. Bây giờ đi về và ăn ngủ thôi. Đây, Thu Hương đã có sẵn vali rồi.